Xin chào quý vị và các bạn. Một cái câu hỏi đặt ra với những người mới tham gia dự án PN Network là họ có thể nhận được suất KIC ngay sau khi mà đăng ký cái tài khoản trên app đào P hay không? Thì trước nay một số bạn có chia sẻ là, và cũng qua cái quan sát của kênh Invest TV chúng mình, đó là rằng là các bạn phải mất khoảng 30 phiên khai thác sau khi mà đăng ký app đào P, tài khoản trên app đào P thì các bạn mới nhận được suất KIC. Nhưng tuy nhiên cũng có những trường hợp những ai đó mà đăng ký đào P sau đó khai thác được trên 30 phiên rồi nhưng vẫn chưa nhận được suất KIC. Thì mới đây thì mình cũng thấy một số bạn phản ánh ở trên các cái hội nhóm đào P. Bạn này thì bạn ấy đăng ký đã đào được 33 phiên nhưng mà vẫn chưa thấy KIC một cách chủ động được. Thì không biết là các bạn có rơi vào tình huống như bạn này hay không, thì có thể chia sẻ để chúng mình được biết. Nếu mà cái tình trạng này nó được diễn ra nhiều thì có lẽ đây là một cái phần lỗi của hệ thống KIC dự án P-Network và chúng ta sẽ phải phản ánh lại với bên dự án. Thì các bạn có thể vào ấn vào các bạn có thể vào xem phần trong tỷ lệ khóa này đấy, thì để biết được cái số lượng phiên khai thác các bạn đã tham gia được là đạt đến bao nhiêu. Như ở bạn này thì các bạn thấy là đã được đến là 33 phiên rồi đấy. Các bạn vào trong cái mục phần lock up ấy, đấy, các bạn sẽ biết được là các bạn đã tham gia được bao nhiêu phiên khai thác để có thể dự đoán được chính xác cái thời điểm nào mà mình nhận được suất KIC nhé.